chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương, tiếp tục lên đường rất nhiều thiết bị âm thanh các nhìn thấy trên này. Và bên cửa hàng em thì ngày nào cũng như vậy rồi, cũng được rất nhiều sự ủng hộ quan tâm của anh em khách hàng trên khắp mọi miền tổ quốc. Bên Tùng Audio luôn luôn là một trong những đơn vị bán hàng rẻ và cũng rất là chất lượng cho các anh em lựa chọn. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em đi rất nhiều đơn hàng, đặc biệt là trong số đó có phiên bản quản lý nguồn ETCD.10. Em cũng nhận được rất nhiều đơn hàng của anh em phiên bản này. Cũng rất là nhiều anh em gọi điện đến cũng như là yêu cầu em làm một cái video nữa về cái phiên bản quản lý nguồn ETCD.10. Tiện hôm nay thì cũng có rất nhiều đơn đi, tiện đây em làm ngay một video nữa để gửi tới cho anh khách hàng, đặc biệt là đang quan tâm đến bộ sản phẩm quản lý nguồn ETCD.10 nhé. Bây giờ thì cùng với em qua đây để cùng các bác trải nghiệm lại mẫu quản lý nguồn ETCD.10 tại cửa hàng em. Đây là hình thức giao diện của phiên bản quản lý nguồn ETC, chắc hẳn là anh em cũng đã biết qua phiên bản này rồi đúng không ạ? Hôm nay thì bên cửa hàng em lên sóng ngay cho anh em ở trên này để các bác có thể nhìn thấy ngay cách thức sử dụng hoạt động của mẫu quản lý nguồn ETC cực kỳ chất lượng. Hàng sản phẩm chính hãng nhé, có mã QR, logo thương hiệu và mã QR để các bác anh em kiểm tra hàng. Giá thành hấp dẫn nhất hiện tại bên em để hơn 1 triệu đồng một thứ thôi. Anh em đã có ngay cho mình mẫu quản lý nguồn rất chất lượng rồi. Việc sử dụng là 8 cổng cắm ở phía mặt sau đây các bác nhìn đấy. Đấy, 8 cổng cắm này thì sẽ tương với đó là có các cái tính năng để chúng ta bật tắt tự động và tắt từng cổng nhá. Có thêm một cái công tắc khác cho anh em đi làm sự kiện để tủ đồ này. Và toàn bộ phía lọc nguồn phía trong em cũng đã tháo luôn ra cho các anh em xem về phần nội thất bên trong để các anh em yên tâm hơn khi các anh em lựa chọn Tùng Audio. Bên em đã báo rằng cái mẫu quản lý nguồn này sẽ có lọc nguồn thì chắc chắn rồi. Toàn bộ bên trong đây, các bác nhìn này, bộ lọc nguồn này sẽ đóng vai trò là bộ lọc nguồn tín hiệu cực kỳ tốt, chất lượng cho anh em trải nghiệm âm thanh gia đình. Đấy, tránh hiện tượng là bị nhiễu sóng, đấy mất sóng thì chúng ta lựa chọn thiết bị âm thanh khi là chúng ta trải nghiệm âm thanh ấy. Và toàn bộ bên trong thì các bác thấy áp chống cháy, nguồn biến áp này. Bây giờ thì cùng với em xem cách thức hoạt động của quản lý nguồn nhá. Ở đây thì em sẽ cắm trực tiếp thiết bị qua ổ điện và chúng ta cũng sẽ cắm cho em các thiết bị âm thanh vào. Nhớ lưu ý cho em khi các bác anh em sử dụng quản lý nguồn thì cắm cho em các thiết bị đường tín hiệu lấy trước nhé. Tức là những cái cổng 1, 2, 3, 4 đầu tiên này các bác. Cái cổng 1, 2, 3, 4 đầu tiên chúng ta cắm cho em là các thiết bị đầu vào, tức là lấy tín hiệu chúng ta cắm cho em là mic vang lên, tĩnh lọc xì 1, 2, 3, 4, cuối cùng là âm ni công suất cục đẩy, các bác cắm cho em 6, 7, 8. Khi các bác em cắm điện lên thì nó sẽ có giao diện như thế này, ở giữa sẽ là mặt màn hình hiển thị nguồn điện áp này với các cái ký hiệu từ 1 đến 8. Anh em hoàn toàn có thể bật tắt theo hai chế độ, bật tắt tự động, bật tắt từng cổng. Bật tắt tự động rất đơn giản, các bác có thể là bật một nút và bật cả dàn máy lên, đó nút start góc tay phải màn hình của bác nhé. Khi mà chúng ta nhấn cho em nút start này thì đồng thời anh em sẽ kích hoạt chế độ tự động bật tự động từ 1 lên 8 hoặc tắt tự động từ 8 đến 11. Các nhìn thấy các ký hiệu trên này nó đã chuyển màu tín hiệu, tức là đã mất rồi, mất tất cả khung này, không còn các ký hiệu 1, 2, 3, 4 nữa. Bây giờ những cái cổng cắm phía mặt sau đã ngưng trạng thái hoạt động. Còn khi mà anh em muốn bật lên thì sao ạ? Chúng ta lại nhấn start để chúng ta bật theo chế độ tự động từ 1 lên 8. Hoặc là nếu như các anh em muốn bật theo cái chế độ thiết bị từng thiết bị một, các bác muốn bật chỉ một cái TV lên thôi, chúng ta cắm cho em, ví dụ như các bác cắm cho em ở cổng số 7 đi chẳng hạn, thì em sẽ xoay, các bác có cái nút edit control ở đây, cái nút này thì anh em hoàn toàn có thể xoay đây và nhấn vào nhé, các bác xoay cho em nó sẽ nháy, các bác chuyển sang cái chế độ cổng số 7, anh em sử dụng TV các bác nhấn vào, ví dụ là tắt TV, bật TV đấy, để chúng ta bật tắt theo chế độ từng cổng, từng thiết bị một, rất đơn giản dễ dàng đúng không ạ? Át chống cháy thì nằm bên này. Cái át này có công dụng gì thì em đã nhắc anh em rất nhiều rồi, phát hiện ra nguồn áp cháy chập lộ, người ta sẽ đánh xuống hay là các cái vấn đề liên quan nguồn áp thất thường nó gây ảnh hưởng đến thiết bị âm thanh của bác thì nó sẽ tự ngắt ngay tất cả nguồn điện cấp vào nhé, đảm bảo an toàn cho thiết bị điện của bác em trong trường hợp chúng ta sử dụng thiết bị âm thanh mà không may có hiện tượng như vậy xảy ra. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng em quyết định lên sóng một lần nữa cho anh em với mẫu quản lý nguồn ETCD.10, nên anh em nào đang có nhu cầu với phiên bản này, các bác liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới màn hình 0979629336 để có ngay cho mình một mức giá ưu đãi nhất với bộ quản lý nguồn chính hãng của ETC phiên bản đời cao model ETCD.10 nhé. Video của em Tùng xin dừng lại đây. Cảm ơn các bạn khách hàng đã quan tâm theo dõi kênh Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.